Nhã Ba La Mật, Kinh Bát Nhã Ba La Mật, mở ngoặc đơn, Mahaprayna Paramitasacha, tác giả, Nagarjuna, Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập Dịch Hán Gia Việt, Thích Chí Tịnh, phẩm Cụ Túc, thứ 81, Ngài Tu Bồ Đề Bạch Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành 6 Ba La Mật, 18-037 Pháp Trợ Đạo, 10 trí lực, 4 vô ý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng mà chẳng đầy đủ Bồ Tát đạo, chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề, vậy Đại Bồ Tát phải thế nào để được vô thượng Bồ Đề? Chấm. Đức Phật bảo Ngài tu Bồ Đề. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên hành Đàn Na Ba La Mật. Chẳng thấy có bố thí, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, cũng chẳng xa rời các pháp ấy mà hành Đàn Na Ba La Mật. Đây là soi sáng Bồ Tát đạo. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát vì sức phương tiện nên đầy đủ Bồ Tát đạo như vậy. Đầy đủ xong thì có thể được vô thượng Bồ Đề. Chỉ giới, nhẫn nhục tinh tiến, thiền định, trí huệ nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật thế nào? Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất. Nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên chẳng phá hoại sắc, chẳng tùy theo sắc. Tại sao? Vì sắc tánh không, nên chẳng hoại chẳng tùy. Nhẫn đến thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên hành Đàn Na Ba La Mật chẳng hoại, chẳng tùy. Tại sao? Vì Đàn Na Ba La Mật tánh không, nên chẳng hoại, chẳng tùy. Nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tự tánh có thể hoại được, có thể tùy được, thì thế nào Đại Bồ Tát có thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật và các học xứ của chư Đại Bồ Tát? Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nếu chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, như lời ông nói, Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Vì chẳng rời sức phương tiện nên có thể được. Này Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà có một pháp tánh khả đắc thì mới nên lấy, còn nếu là bất khả đắc thì sẽ lấy chỗ nào? Những Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Đàn Na Ba La Mật, Sắc Thọ Tưởng, Hành, Thức Nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật ấy chẳng nắm lấy tướng được. Nhẫn đến tất cả Phật Pháp chẳng nắm lấy tướng được. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là bất thủ Bát Nhã Ba La Mật, nhẫn đến Phật Pháp, là chỗ phải nên học của Đại Bồ Tát. Lúc Đại Bồ Tát học trong ấy, tướng học còn là bất khả đắc, huống là Bát Nhã Ba La Mật, Phật Pháp, Bồ Tát Pháp, Bích Chi Phật Pháp, Thanh Văn Pháp, Phàm Phu Pháp. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, các Pháp không một Pháp nào có tánh. Các Pháp không có tánh như vậy thì những gì là Phàm Phu, là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật. Nếu không có các hiền thành ấy thì sao lại có Pháp, vì biết Pháp ấy nên phân biệt nói là Phàm Phu, là Tu Đà Hoàn, nhẫn đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các Pháp không có tánh không thiệt không căn bổn thì sao lại biết là Phàm Phu, nhẫn đến là Phật. Này Xá Lợi Phất, chỗ nắm lấy Phàm Phu như sắc có tánh có thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không chỉ là do tâm điên đảo thôi. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện, vì thấy các Pháp không có tánh không có căn bổn nên có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện, vì thấy các Pháp không có tánh không có căn bổn nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy các Pháp căn bổn ở trong đó thối mất, sanh lòng giải đãi. Này Xá Lợi Phất, này các pháp căn bổn thiệt không ngã, không có tánh sở hữu, thường rỗng không. Chỉ vì điên đảo ngu si nên chúng sanh nắm lấy ấm, nhập giới. Đại Bồ Tát này lúc thấy các pháp không có tánh sở hữu, thường rỗng không, tự tướng không, thật hành Bát Nhã Ba La Mật, tự lập mình như nhà ảo thuật mà vì chúng sanh thuyết pháp. Với người san tham, Bồ Tát vì họ nói pháp bố thí. Với người phá giới, nói pháp chỉ giới. Với người sân hận, nói pháp nhẫn nhục. Với người giải đãi, nói pháp tinh tiến. Với người tán loạn, nói pháp thiền định. Với người ngu si, nói pháp trí huệ. Bồ Tát thuyết pháp làm cho chúng sanh an trụ nơi bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tiến, thiền định, trí huệ.
rồi sau đó vì họ mà nói thánh pháp có thể ra khỏi khổ. Dùng pháp ấy có thể được quả Tu Đà hoàn nhẫn đến vô thượng Bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát khả đắc chúng sanh vô sở hữu ấy, dạy họ bố thí nhẫn đến trí huệ rồi sau nói thánh pháp có thể ra khỏi khổ. Vì dùng pháp ấy nên được quả Tu Đà hoàn nhẫn đến vô thượng Bồ đề. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật Đại Bồ Tát không có lỗi hữu sở đắc. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật Đại Bồ Tát chẳng có được chúng sanh. Chỉ vì pháp rỗng không tương tục mà gọi là chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ trong hai đế mà vì chúng sanh thuyết pháp, đó là thế đế nà đệ nhất nghĩa đế. Này Xá Lợi Phất, trong hai đế, dầu chúng sanh bất khả đắc, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên thuyết pháp cho chúng sanh. Chúng sanh nghe pháp ấy, đời nay ngô ngã còn là bất khả đắc, huống là người sẽ được vô thượng Bồ đề và pháp dùng để tu. Này Xá Lợi Phất, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên thuyết pháp cho chúng sanh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy tâm quảng đại, không có pháp khả đắc, hoặc là nhất tướng, hoặc là dị tướng, hoặc là biệt tướng mà có thể đại trang nghiêm như vậy. Vì dùng sự trang nghiêm ấy nên chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng thấy tánh hữu vi, tánh vô vi mà ở trong ba cõi độ thoát chúng sanh, cũng chẳng có được chúng sanh. Tại sao? Vì chúng sanh chẳng phược, chẳng giải được. Vì chúng sanh chẳng phược, chẳng giải nên không cấu, không tịnh. Vì không cấu, không tịnh nên không phân biệt năm loài. Vì không phân biệt năm loài nên không nghiệp, không phiền não. Vì không nghiệp, không phiền não thì chẳng nên có quả báo. Vì do quả báo ấy mà sanh trong ba cõi. Đúng như vậy, này Xá Lợi Phất, như lời ông nói, nếu chúng sanh là trước có sau không thì chư Phật Bồ Tát có tội lỗi. Các pháp năm loài sanh tử cũng như vậy, nếu trước có sau không thì chư Phật chư Bồ Tát có tội lỗi. Này Xá Lợi Phất, nay đây không luận có Phật hay không Phật, các pháp tướng vẫn trụ không dị biệt. Trong pháp tướng ấy còn không có ngã, không có chúng sanh, thọ giả nhẫn đến không có chi giả kiến giả, huống là có sắc thọ tưởng hành thức. Nếu không có những pháp ấy thì thế nào có năm loài qua lại, và chỗ cứu vớt chúng sanh ra? Này Xá Lợi Phất, các pháp ấy, tánh của nó thường không? Vì thế nên chư Đại Bồ Tát từ nơi chư Phật quá khứ nghe pháp tướng ấy mà phát tâm vô thượng Bồ đề. Trong ấy không có pháp gì để sẽ được, cũng không có chỗ nào chúng sanh quyết định nắm lấy. Pháp chẳng thể ra được, chỉ vì chúng sanh điện đảo nên nắm lấy. Bởi thế mà Đại Bồ Tát phát đại trang nghiêm thường chẳng thối chuyển vô thượng Bồ đề. Bồ Tát này chẳng nghi ngờ rằng tôi sẽ chẳng được vô thượng Bồ đề. Chắc chắn tôi sẽ được vô thượng Bồ đề. Sau khi được vô thượng Bồ đề rồi, dùng thiệt pháp lợi ích chúng sanh cho họ ra khỏi điên đảo. Này Xá Lợi Phất, ví như nhà ảo thuật, thuật làm trăm ngàn muôn ức người, những thứ uống ăn cho no đủ. Những người này vui mừng hô rằng tôi được phước lớn, tôi được phước lớn. Ý của ông nghĩ sao, trong đây có người nào ăn uống no đủ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Xá Lợi Phất. Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại, thật hành sáu ba la mật tứ thiền, tứ tâm, tứ định, tứ niệm, xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng, đầy đủ Bồ Tát đạo thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. Nhưng không có pháp chúng sanh có thể được độ. Ngài tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, những gì là Bồ Tát đạo ấy có thể thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. Này tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm trở lại, hành bố thí ba la mật. Chỉ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến hành 18 pháp bất cộng thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát hành bố thí ba la mật thành tựu chúng sanh? Này tu Bồ Đề, có Đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật tự mình bố thí cũng dạy người khác bố thí, bảo họ rằng các người chớ nắm lấy bố thí, nếu nắm lấy bố thí thì sẽ lại phải thọ thân nữa. Vì phải thọ thân nữa nên phải nhận nhiều sự khổ. Này các người, trong các pháp tướng không có bị bố thí, không có người bố thí, không có kẻ nhận lãnh. Ba thứ ấy nếu tánh rỗng không ấy chẳng thể lấy được. Tướng không thể lấy được là tánh rỗng không?